Hello mọi người, dạo này mình bận rộn quá cho nên là không có thời gian mà ra video á. Mọi người đi làm rồi công ty áp dụng cái chế độ mà ba tại chỗ á, làm xong rồi về khách sạn ở, thì bây giờ công ty đã cho trở về nhà rồi. Mà sinh nhật con gái mình mấy hôm nay rồi mà mình vẫn chưa có thể nào mà tổ chức được á. Hôm nay mình sẽ làm một cái bánh nho nhỏ để tổ chức bù cho bạn nhím nha. Thì mình làm đơn giản lắm mọi người. Thì cái bánh bông lan á, mình sẽ làm thành một cái bánh sinh nhật kiểu dạng như bánh bông lan trứng muối á. Thì bánh bông lan mình tự làm luôn, nhưng mà do mình không có thời gian mình quay lại á, cho nên là mình chỉ quay cái cảnh mà cái khúc mà mình trang trí bánh thôi nha. Tại vì bận quá luôn á, không có thời gian đặt máy quay để quay á. Thì bánh bông lan ấy mình tự nướng xong, sau đó thì mình sẽ tự làm kem. Kem này dễ làm lắm mọi người, chỉ có bột mì nè, trứng nè, rồi sữa và bơ thôi là mọi người bỏ lên bếp mọi người nấu ấy, là nó sẽ thành kem. Thì sau khi thành kem rồi thì mọi người sẽ bỏ vào cái túi như thế này nè, rồi sau đó là mọi người sẽ bắt và chét lên chiếc bánh. Thì để cái bánh nó ngon á, mình sẽ chét thêm một cái lớp ở giữa nữa. Thì mình sẽ cắt đôi cái bánh bông lan của mình ra, rồi sau đó là mình sẽ chét lớp kem ở giữa. Tùy vào cái sở thích của mọi người, ai thích ăn béo thì mình chét nhiều, còn ai không thích ăn béo thì mình sẽ chét một lớp cho nó ngon thôi nha. Nó cũng có hơi cái vị béo thôi nha. Thì mình sẽ cho thêm trà bông nè. Do không có thời gian để mà đi đặt bánh kem này nọ cho nên là mình tự làm luôn. Ở nhà có sẵn bột rồi trứng á, thì mình đổ ra một cái bánh bông lan. Bánh bông lan cũng dễ làm lắm mọi người, nếu như mọi người mà biết cách á thì làm cũng nhanh lắm. Chỉ có trứng với bột với sữa rồi mình đánh vô thôi là nó, nên bỏ vô lò là nướng thôi à. Đó, sau khi mà mình chiết kem với mình rắc trà bông lên rồi ấy, thì mình sẽ úp một cái nửa bánh còn lại lên trên, rồi sau đó mình lại tiếp tục trang trí cái bề mặt nha. Cái bề mặt thì mình cũng chiết kem như vậy luôn, nhưng mà mình sẽ chiết nhiều hơn một chút xíu ấy. Nếu mà mọi người không có thời gian á, thì mọi người có thể làm những cái bánh sinh nhật dạng như vậy nè, để tặng cho những người thân trong gia đình của mình nha. Cũng rất là đơn giản luôn, không có gì khó đó. Mọi người thấy mình làm không? Các bước rất là đơn giản luôn. Mình sẽ dàn đều kem ra như vậy nè. Cái bề mặt của nó là mình cho rất là nhiều kem luôn, bởi vì kem mình làm cũng hơi dư á. Thành ra mình sẽ chép một cái lớp thật là dày. Cái bánh sinh nhật này dự định là sẽ rất là béo luôn đó mọi người. Tại vì á, mình có cho một ít phô mai vô trong cái kem á. Bình thường kem á, thì chỉ có bơ thôi, nhưng mà lúc nãy á, mình có cho thêm mấy cục phô mai vô nữa. Cho nên là mình ăn thì mình thấy rất là béo luôn á. Nhưng mà mấy đứa con nít á, thì nó thích ăn cái những cái bánh mà nó có nhiều kem béo như vậy nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ trang trí ha. Thì mình cũng sẽ xếp những cái cục phô mai lên như thế này nè. Phô mai này rất là tốt nha, cho những cái trẻ em mà đang tuổi mới lớn đó, nó có nhiều canxi á. Nó giúp chắc xương và phát triển chiều cao đấy mọi người. Đó, mình sẽ cho 4 cục như vậy. Rồi kế tiếp đó thì mình sẽ cho trứng muối. À, trứng muối á mọi người cũng dễ làm lắm nha. Mình cũng đã có những cái video về làm về trứng muối rồi đó, nếu mọi người muốn xem thì mọi người hãy click vào cái đường link ở sau màn hình để xem nha. Tiếp theo đó thì mình cũng không quên rắc trà bông. Thực ra khi mà mình làm bánh sinh nhật ở nhà thì nó không có được đẹp giống như ở ngoài tiệm á, nhưng mà nó ăn rất là chất lượng luôn, rất là ngon luôn. Tại vì mình mua nguyên liệu á, mình sẽ mua những cái nguyên liệu mà rõ nguồn gốc á mọi người. Còn ở bên ngoài thì cũng không biết sao mà lần luôn á. Với cả cái bánh mình làm ở nhà á,
thì mình sẽ làm cái tỷ lệ đường rất là ít luôn, mình làm bánh hầu như mình không bao giờ mà làm ngọt luôn á, thậm chí là mình còn cho cả đường ăn kiêng nữa. Còn ăn bánh ở bên ngoài á, nó rất là ngọt, ăn một tẹo thôi là nó ngán rồi, nhưng mà cái bánh này mình tin chắc là ăn có khi cả 1/4 cái bánh mọi người vẫn chưa có ngán luôn, bởi vì mình không có làm quá ngọt. Nhưng béo thì có nha, tại vì mình cho rất là nhiều phô mai với bơ á, nhưng mà cái vị béo này thì cũng không có đến nỗi nào đâu mọi người. Hôm nào mình rảnh á, mình sẽ làm cái bánh bông lan á, rồi mình sẽ quay video cho mọi người xem ha. Bánh bông lan mình làm nó nở và nó xốp và nó mềm lắm, cầm nó nhẹ bông bông mà. Mọi người lúc nãy mình cắt á, mà nó còn muốn bể luôn á, nó xốp quá đó. Vậy là chỉ trong vòng 5 phút là mình đã có thể trang trí xong cái bánh sinh nhật để tặng cho những người thân trong gia đình của mình rồi. Hy vọng rằng mọi người sẽ thử làm một lần để tạo sự bất ngờ cho những người thân trong gia đình của mình nha.